đây là cái chương trình nói về cái cấu trúc dữ liệu và thuật toán, nó gần tương đương với nó tương đương với cái nó mở rộng hơn so với cái chuyên đề tin học khoa máy tính của lớp 12, chương trình mới đấy. Nhưng mà tôi sẽ dành cái buổi đầu tiên để nói về cái mô hình dữ liệu đối tượng ở trong Python, hay là nó nôm na là có thể hiểu là cái mô hình lập trình không đối tượng trong Python, vì Python nó hơi khác một chút so với các ngôn ngữ khác, ví dụ như là Pascal hay là C, thì chúng ta có thể cái khái niệm là kiểu dữ liệu và khái niệm là đối tượng dữ liệu là nó khác nhau, còn ở trong Python thì nó là nó hoàn toàn giống nhau. Như vậy ở trong Python chúng ta chú ý rằng là gì, là các cái mô hình, các kiểu dữ liệu đấy, các cái kiểu dữ liệu nhé, hay là nôm na lại tất cả các cấu trúc dữ liệu ở trong các cái cấu trúc dữ liệu ở trong Python nó là đồng nhất hoàn toàn với cái gọi là lập trình trừ đối tượng, các cái object nhé. Đấy, nó là đồng nhất hoàn toàn, nó không phải như là ở trong Pascal, trong C chúng ta có hẳn một từ khóa như là chúng ta dùng lại là type để chúng ta định nghĩa kiểu dữ liệu mới, hay là trong C chúng ta có cái câu lệnh là structure để chúng ta định nghĩa kiểu dữ liệu mới, còn ở trong và ở trong Pascal và C thì khác biệt giữa cái dùng lệnh type hoặc dùng lệnh structure thì nó khác với cái lệnh chúng ta tạo ra các lớp dữ liệu, nhưng ở trong Python thì là một, không trong Python không có kiểu chúng ta định nghĩa kiểu dữ liệu mới, là không dùng khái niệm là lớp dữ liệu. Đó, chúng ta chú ý nhé. Nhưng mà trong Python đó là cái mô hình, nôm na cho hiểu là Python là một lập trình mà nó là hướng đối tượng là 100%. Đấy, thì trở lại một chút nhé. Như vậy là trong Python thì mọi kiểu dữ liệu chúng ta đã học mà đều là đối tượng hết. Thì những kiểu dữ liệu mà ta đã biết nhé, một số kiểu dữ liệu mà chúng ta đã biết nhé, một số kiểu dữ liệu cơ bản trong Python mà chúng ta đã biết và đã từng làm việc nhiều nó rồi trong mấy năm qua, thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu nó là cái gì nhé. Thì lấy ví dụ như lấy ví dụ một vài cái cho ta hình dung ở trong Python nhé. Ví dụ như chúng ta có kiểu dữ liệu gì nào, kiểu dữ liệu ở đây là gì, là số nguyên nhé, là cho dùng cái kiểu là in nhé, số thực này là chúng ta dùng cái là float này, ta kiểu ta biết rồi đấy, hay là kiểu dữ liệu logic nhé, thì ở trong Python thì nó là bool, kiểu dữ liệu là string, sâu ký tự, thì ta biết rồi, trong Python kiểu nó là str này nhé, hay là kiểu dữ liệu danh sách mà chúng ta đã biết danh sách nhé, là list ấy, thì nó chính là list nhé. Đấy. Hay là kiểu dữ liệu cái ống, kiểu dữ liệu ống, hay là một cái danh sách danh sách cố định đấy, thì nó là kiểu dữ liệu là tuple, chúng ta đã biết rồi. Đấy. Là tập hợp nhé, tập hợp thì nó là set, kiểu dữ liệu là từ điển chẳng hạn. Là dict, hay là cái lệnh range, cái lệnh mà chúng ta dùng để cái vòng là for, thì bản thân cái lệnh range nó tạo ra một kiểu dữ liệu mới, kiểu dữ liệu là vùng dữ liệu, đây là vùng dữ liệu rồi, vùng dữ liệu nhé, vùng dữ liệu thì nó là range. Hay là một kiểu dữ liệu nữa mà chúng ta biết đấy, là một cái kiểu dữ liệu nữa, nó là cái này mà chúng ta biết nhiều lắm mà chúng ta không để ý nhé, đó là cái từ khóa nan đấy, cái từ khóa nan nhé, cái từ khóa nan đấy, dữ liệu nan đấy, tôi sẽ xong nan nhé, nan là cái một cái hằng số, là một cái từ khóa, nhưng mà nó là một cái dữ liệu của một kiểu dữ liệu, cũng là một kiểu dữ liệu trong Python, thì kiểu dữ liệu này nó gọi là nan type nhé, là nan type. Thì đây là tên các kiểu dữ liệu mà có sẵn ở trong Python, mà nói chung là đối với người dùng bình thường là chúng ta biết hết cả rồi, và
mà dùng cho dùng một cách thoải mái. Thì tất cả kiểu dữ liệu như là inflow, boom này này, những cái này thì nó không phải, nó bản chất nó đều là gì, nó là đều là các cái object hết nhé, nó đều là các cái class hết nhé. Và cái inflow, boom, std, list, tuple, set, dict, run hay là none time, nó đều là tên của các cái lớp, tên của các cái lớp dữ liệu hết nhé, các cái lớp dữ liệu hết. Đấy, rất quan trọng, cái này quan trọng nhé. Ở đây là rất nhiều người là không mới làm quen hay là chưa hiểu sâu thì không rõ thì việc đó là để cho nhớ nhé. Thì như vậy là ở trong Python thì mọi thứ nó đều là kiểu dữ liệu hết, và cái này là cái rất quan trọng nhé. Để sau này chúng ta thấy chúng ta vì cái khóa này là cái lớp này tôi sẽ nói cho các bạn về các cái cấu trúc dữ liệu, mà cấu trúc dữ liệu ở trong không máy tính ấy. Thì chúng ta sẽ phải làm quen với rất nhiều cấu trúc khác nhau. Thế thì các cấu trúc đó chúng ta thiết lập đều phải thiết lập trong Python. Thì muốn thiết lập như vậy chúng ta bắt buộc phải dùng cái lớp cái lập trình không đối tượng, tức là định nghĩa nó bằng các cái lớp hay là các cái class, tiếng Anh nó là class. Được chưa? Bây giờ cho các bạn xem lại một chút nhé. Bây giờ ví dụ làm này, tôi cho xem lại nhé. Tôi vào chúng ta tôi vào cái shell của Python nhé. Ví dụ tôi viết là x gì bằng 1.2, như vậy đây là một cái gán cái biến x làm cái dữ liệu, nó là số liệu giá trị của nó là 1.2. thì tôi nhớ là cái lệnh type của đối với dữ liệu nó chính là cái lệnh để chỉ ra là cái dữ liệu x này nó thuộc cái lớp nào, ta enter nhé, nó thuộc kiểu nào. Theo thì nó chính là kiểu là class. Đấy, nó là class float. Đấy, suy ra là x là một cái đối tượng của cái lớp dữ liệu của cái lớp nhá, chúng ta chú ý là class. Đấy, nó lớp thì nó là lớp float, chúng ta chú ý đó. Như vậy là mọi cái dữ liệu bình thường mà chúng ta biết đều là các cái lớp dữ liệu hết. Đấy, nhìn tôi quay lại đây nhé, thì nó chính là nó này. Đây là cái lớp dữ liệu hết này. Đấy, nghĩa là in này, float, bool này, đấy, tất cả đây là kiểu dữ liệu, là cái lớp dữ liệu hết nhé, là các cái lớp dữ liệu mà nó có sẵn ở trong phần mềm chúng ta chỉ việc dùng thôi. Đấy. Cái này là một đặc điểm rất là khác biệt của Python so với C hoặc là so với Pascal nhé, chúng ta chú ý nhé. Đấy. Tôi xin lấy ví dụ khác nhé, tôi lấy ví dụ như n cho nó bằng 10 chẳng hạn, thì tôi type nó ra thì nó chính là gì? N thì nó là kiểu thuộc lớp nào, nó kiểu dữ liệu là int, nó thuộc class int. Gọi là cái int là tên của cái class mà chứa cái đối tượng là n. Đã chú ý nhé. Chứ cái này là cái rất là quan trọng. Như vậy là cái bản chất của cái Python nó là như vậy. Thì mọi cái kiểu dữ liệu trong Python nó đều là cái lớp dữ liệu hết. Thì bây giờ tôi quay lại cái điểm lớp chúng ta hình dung lại đây nhé. Đây. Như vậy là ở trong Python thì ở trong Python thì như sau, thì lại một nữa nhé, là mọi cái kiểu dữ liệu nó đều đồng nhất, nó chỉ là các cái lớp dữ liệu hết nhé các cái lớp nhé là các cái class đấy, thì anh là class. Như vậy thì bài định nghĩa là tạo mới hay là có sẵn đều là lớp dữ liệu hết. Nhưng chúng ta có hai khái niệm rất quan trọng này. Một là khái niệm là class hay là lớp dữ liệu. Lớp dữ liệu là cái gì? Nó là tên của một cái tên của cái kiểu dữ liệu mà chúng ta muốn dùng, chúng ta muốn tạo ra. Có thể là kiểu cũ đã có sẵn như là kiểu số nguyên, số thực, kiểu string, kiểu vân vân. Nó là cái hoặc là kiểu mới chúng ta sẽ phải tạo mới ra nhé. Thì một lớp là một nôm na nó là một cái lớp rất nhiều cái đối tượng dữ liệu nó ná giống nhau. Đấy, như vậy là khái niệm lớp là một tập hợp, nôm tập hợp cũng được, một tập hợp các cái đối tượng dữ liệu khác nhau cùng một kiểu hay cùng một lớp. Như vậy ở trong cái khái niệm trong Python thì cái khái niệm là kiểu dữ liệu và lớp dữ liệu nó là một, tất cả cái này là các cái đối tượng dữ liệu nhé, các cái đối tượng dữ liệu của cùng một cái lớp dữ liệu, được chưa?
Thì những cái này là giống nhau gì? Những cái đối tượng này là, đây là cái đối tượng nhé, nó là các đối tượng này nó giống nhau, nó chia sẻ nhau với chung, nó chia sẻ chung nhau cái gì? Chung nhau một số các cái thuộc tính và một số các cái phương thức. Đấy, là chuyện lại thì lại thêm một chút nữa nhé. Thì tất cả các cái đối tượng dữ liệu ở trong của một lớp dữ liệu này, tất cả những cái này này, tất cả những cái này, đó. Nó là các object, đấy, nó là các đối tượng dữ liệu, các cái đối tượng nhé. Đấy. Mà các đối tượng này thì có chung cái gì, có chung cái gì, có chung hai thứ, một là các cái thuộc tính dữ liệu. Thuộc tính dữ liệu. Hai là nói chung hai là các cái phương thức, các cái hàm, các cái phương thức. Đấy. Ở trong và chú ý trong C và trong trong Pascal này, chúng ta xác định kiểu dữ liệu bằng lệnh type, đúng không? Hoặc lệnh structure nhé. Lệnh structure thì nó tạo ra kiểu dữ liệu mới, nó chỉ chia sẻ nhau các cái thuộc tính thôi. Chứ nó không có cái phương thức chỉ có đối với class thôi, với lớp thôi. Đấy, như vậy chúng ta thấy. Như vậy là cái time structure này ở trong Pascal chúng ta hiểu nó là một cái phần nhỏ của cái khái niệm lớp, thấp hơn một bậc. Nó chỉ chia nhau các thuộc tính thôi. Còn nó không có cái phương thức. Còn ở trong Python thì tất cả mọi kiểu dữ liệu đều có phương thức kèm theo hết, vì nó đều là class cả, nó đều là các cái đối tượng dữ liệu hết. Để nó mạnh hơn nhé, để mạnh hơn. Đấy, chúng ta chú ý. Thì chúng ta quay lại nhé, để chúng ta quay lại. Thế thì một cái đối tượng này khi nó ra cụ thể rồi, ví dụ đây là đối tượng, đây là cái đối tượng là in, in là cái đối tượng dữ liệu gì, là kiểu dữ liệu là số nguyên, một số cụ thể ở đây chẳng hạn. Ví dụ tôi lấy n bằng 15 chẳng hạn, thì một cái này này nó là một cái đại diện, một cái đại diện của cái kiểu dữ liệu là in này. Thì người ta gọi cái này nó là một cái, trong tiếng Anh người ta gọi nó là một cái instance, instance đó, instance, được chưa? Và ở trong Python thì nó có một cái hàm rất quan trọng. Cái hàm là kiểm tra xem là một cái đối tượng này nó có nằm ở trong cái lớp này không. Đấy. Đấy, ví dụ nhé, đây tôi có một cái biến bất kỳ, tôi có thể đây tôi cho bạn xem nhé. Đây tôi lấy ví dụ cho hình dung nhé, cái hàm nó cái hàm gì đấy, nó luôn cái hàm nó có tên là gì, hàm mà để kiểm tra xem là cái hàm, có cái hàm rất quan trọng chúng ta sẽ dùng thường xuyên, cái hàm để kiểm tra xem một cái instance, một cái đại diện instance, hay là một đối tượng cụ thể có nằm trong một lớp hay là kiểu dữ liệu hay không. Okay. Hàm này có tên là is instance, instance nó có hai cái biến. Biến thứ nhất là biến là kiểu hay là lớp đấy, kiểu. Biến thứ hai là cái là cái sửa sửa nhầm nhầm cái biến đầu tiên không phải là time, mà biến đầu tiên là cái biến này. Để tôi nhìn cho nhầm, cái biến đầu tiên là cái biến chính là cái đối tượng đó. Để cái biến đầu tiên là cái biến đó là cái obj, obj. Và biến thứ hai là biến là time. Hàm này nó trở về true nếu một cái biến này nó nằm ở trong cái lớp này. Ngược lại nó trở lại là false. Lấy ví dụ nhé, đây tôi lấy ví dụ nhé. Vậy chúng ta kiểm tra nhé, chúng ta kiểm tra cho dùng lệnh là is ins instance, kiểm tra xem n có nằm ở trong cái kiểu là float hay không nhé. Xem n có nằm trong cái lớp dữ liệu là float hay không, chúng ta enter, nó chẳng là for như vậy, số nguyên không nằm trong cái lớp dữ liệu là float. Nhưng mà mình tôi kiểm tra lại, tôi gọi lại cái hàm is instance n, nhưng mà kiểu dữ liệu nguyên thì có nằm trong không. Đấy. Thì là true, nhưng cái hàm is instance là rất hay sử dụng nhé.
Thế bây giờ muốn kiểm tra xem cái biến, tôi cho biến ít chỉ tôi chỉ biết ít chỉ có thể ở trên tôi gán, ở trên có thể ở trên tôi gán, ví dụ tôi gán bằng 12, xong rồi tôi gán lại ít chỉ bằng bằng 1.5 chẳng hạn, mà tôi chỉ biết tôi là cái gì cả. Đấy, thì tôi muốn kiểm tra xem là được tổng quát là ít chỉ có phải là một số hay không, ít chỉ có phải là một cái số là thuộc hoặc là nguyên hoặc là thực hay không, thì là như sau. Mình dùng cái hàm này nhé, cũng là instant thôi. Is instant x gì, nhưng mà tôi làm như sau. Hàm này tôi mở rộng sau, tôi dùng rộng, tôi biết mở ngoặc int phải float thì như sau. Nghĩa là xem là kiểm tra xem x gì có nằm trong hoặc nằm trong int hoặc trong float hay không. Nếu có thì nó trả lời về là true, không có thì là false. Chúng ta như vậy, cái hàm này nó có hai dạng nhé. Một cái dạng là is instance, đối tượng đầu là một cái đối tượng dữ liệu, một cái object, hai là một cái tên lớp ở đó, lại một cái kiểu dữ liệu nào đó, thì là kiểm tra xem n có nằm trong cái kiểu là in, nằm trong kiểu là float hay không. Còn nó nằm trong, tôi để cho một cái tuple cũng có nhiều cái kiểu tên lớp, thì là kiểm tra xem là cái đối tượng này có nằm trong một trong những cái này hay không. Nhưng mà đây cái biểu thức này chỉ là kiểm tra xem là x có phải là một số hay không. Chúng ta hình dung như vậy nhé, chúng ta hiểu rồi gì. Như vậy chúng ta có khái niệm, một liên quan đến khái niệm là lớp dữ liệu và một cái đối tượng dữ liệu. Thì đối tượng dữ liệu là nó gì? Đối tượng dữ liệu là nó chia sẻ cùng các cái thuộc tính và các cái phương thức của cái lớp đó. Chúng ta chú ý nhé. Mình quay lại đây, chúng ta sẽ cùng nhau quay lại một chút, chúng ta sẽ quay lại một chút khái niệm này ở đây nhé. Đây, bìa như này, vì chúng ta cùng nhau như vậy là gì? Như vậy khi tôi định nghĩa một cái lớp dữ liệu ấy, một cái lớp dữ liệu đây, một cái lớp hay là một cái class dữ liệu nhé, thì các cái phần tử của nó chỉ là các cái đối tượng của cái lớp này. Thì các đối tượng này khi mà định nghĩa một cái lớp, nó phải có cái gì? Nó phải có, một là nó có các thuộc tính nào, có các cái thuộc tính gì, các cái thuộc tính gì. Hai là nó có các cái phương thức, các cái hàm nào, các cái phương thức gì. Đấy, là chú ý nhé. Như vậy là suy ra là khi tôi định nghĩa một cái lớp dữ liệu ấy, mới thì tôi sẽ phải định nghĩa hai thứ khi mà định nghĩa nhé, khi mà tạo ra một, khi mà định nghĩa một kiểu dữ liệu mới thì chúng ta phải chú ý, một là phải định nghĩa các cái thuộc tính nếu có. Hai là định nghĩa các cái hàm nếu có, định nghĩa các cái hàm hay là cái phương thức anh gọi là method đấy nhé, phương thức nếu có, đây là nếu có này, nếu có, đây là nếu có nhé. Đấy, cái này là rất quan trọng đấy. Thì để quay lại những cái kiểu dụng cho ta biết chứ, thì cho thấy là nó có những cái thuộc tính và các hàm đấy. Bây giờ tôi kiểm tra lại nhé. Ví dụ chúng ta đây n, chúng ta đây là số mấy, n là số nguyên nhé. Bây giờ kiểu của n là gì? Tôi đây lệnh tam lệnh ta kiểu là n thuộc lớp gì? Thuộc lớp là int, nhưng mà int là một cái lớp có sẵn của Python. Bây giờ chúng ta kiểm tra xem là cái lớp này nó có những thuộc tính hay là những cái những phương thức gì. Chúng ta dùng lệnh đi, lệnh đi chính là cái lệnh để kiểm tra xem là liệt kê ra tất cả những cái thuộc tính và phương thức của cái lớp dữ liệu đó, của đối tượng dữ liệu đó. Chúng ta enter này. Đấy. Như vậy đây là một loạt những cái hàm, những cái phương thức. Nhìn vào đây rất là khó biết đâu là nhìn vào đây nó không phân biệt được đâu là trong những cái này, đâu là phương thức mà đâu là thuộc tính. Đấy, cái này hơi khó một chút nhé. Thì sau này chúng ta sẽ tìm hiểu thêm. Nhưng mà trước mắt bây giờ thấy, nhưng mà đây chính là đây là tất cả những cái, nhưng mà hầu hết là phương thức thôi. Đó là phương thức có sẵn của kiểu dữ liệu là số nguyên. Thì lấy ví dụ cái phương thức là, đây tôi lấy phương thức là bit length, là mô tả xem là cái số cái là cái
số lượng bit của mô tả bởi cái số n này. Tôi dùng loại này, tôi dùng là n này, chấm là bit len này, bit này, length. Đây là một cái hàm, đây là một cái phương thức. Như vậy cái số 10 đấy, số 10 chúng ta sẽ biểu diễn bằng 4 bit. Những cái hàm này, hàm ta có dùng được những cái hàm bit length làm cái phương thức có sẵn đi kèm với cái mọi đối tượng là số nguyên. Đấy, được chưa? Thì chúng ta chỉ học trong trình phổ thông, chúng ta trong lớp 11 chúng ta học những cái phương thức của kiểu dữ liệu là list học rồi này, kiểu dữ liệu string có rất nhiều, nhưng còn dữ liệu số nguyên chúng ta chưa hề biết, thì tôi cho các bạn xem. Như vậy thì có rất nhiều các đối tượng, các cái phương thức có sẵn của một kiểu dữ liệu mới tinh nhé. Đây là kiểu in đấy, bây tôi có thể kiểm tra dù lệnh đi để kiểm tra xem là kiểu dữ liệu là float nó có những cái gì, nó có những cái hàm gì, nó có những kiểu dữ liệu, nó có những cái phương thức gì. Enter có rất nhiều luôn, có rất nhiều các cái phương thức của kiểu dữ liệu là float. Còn kiểu dữ liệu là list là bây giờ rất quen biết rồi, đúng không? List đây đấy. Có rất nhiều cái hàm ta biết rồi, nhưng chúng ta nhớ lại những cái hàm ta biết là cái hàm gì. Hàm append này, cái hàm append này là cái hàm để bổ sung dữ liệu này vào cuối của một cái list này. Hàm clear là xóa này, đúng không? Hàm copy là tạo ra một cái phiên bản, một cái bản sao chép mới này, đúng không? Hàm count này, hàm extend là hàm mở rộng của một cái list theo một cái dãy các list khác. Hàm chỉ số này, đúng không? Hàm insert này, đó. Hàm pop này. Đấy, hàm pop cái hàm là nó giống cái lệnh pop của ngăn xếp ấy, chúng ta sẽ học sau. Hay là hàm reverse để xoay ngược lại reverse là đảo chiều cái ngược lại cái dãy số đó, hoặc là hàm sort rất quan trọng. Hàm này là hàm dùng để sắp xếp cái dãy đó. Như vậy là cái list này là một kiểu dữ liệu giống như là mảng, mà còn nó có rất nhiều các cái phương thức khác nhau, rất là hay nhé. Và thì chúng ta sẽ nhìn thấy được. Như vậy cho nên lệnh time là cái lệnh này để mô tả cái hiển thị cái tên của cái lớp dữ liệu mà đối tượng đó nằm ở trong. Mọi đối tượng dữ liệu ở của Python đều nằm trong cái lớp nào đó nhé, không bao giờ nằm trong lớp nào đó, không bao giờ nằm ngoài các lớp cả. Không vào trong Pascal và C thì có cái điểm là kiểu dữ liệu là riêng, còn lớp dữ liệu là riêng, ở trong Python nó là một, được chưa? Đó, chúng ta như vậy, chúng ta xem một loạt nhé. Bây giờ chúng ta sẽ sau phần tiếp theo tôi nói một chút về cái, chúng ta sẽ phân loại một chút về các cái kiểu dữ liệu ở trong Python để chúng ta có cái hình dung nhé. Thì kiểu dữ liệu Python thì nó có khá nhiều, nhưng mà người ta đã phân loại được rồi, phân loại như sau nhé. Thì để tôi phân loại sơ lược cái phân loại các kiểu dữ liệu. Từ nay trở đi tôi sẽ đồng nhất cái từ là kiểu dữ liệu và lớp dữ liệu. Lớp tôi gọi là một, đồng nhất là một nhé, vì chúng ta không phân biệt hai cái trong Python, nó là một. Nó không phải như là một số ngữ khác là nó hai cái khác nhau. Còn trong Python là một, khi nhắc đến kiểu dữ liệu thì chính là lớp dữ liệu thôi, là các lớp thôi. Đấy, lớp thôi nhé. Thì chúng ta phân loại, được chưa? Thì chúng ta phân loại như sau. Như vậy là kiểu dữ liệu nhé, ở trong Python. Phân loại ngay tổng quát nhé. Thì ta sẽ tổng phân loại về mặt tổng thể. Ta phân loại một loại kiểu dữ liệu là đơn, và kiểu dữ liệu hai là kiểu dữ liệu nó là không đơn. Thì là thật ra là không đơn thì là cái không đơn tức là nó chứa nhiều phần thức khác, nó chứa nhiều, chúng ta tạm gọi là kiểu dữ liệu thùng đi. Thật ra thùng là một khái niệm thùng nhé, tiếng Anh là container nhé. Đấy, nhìn rõ chưa này? Đấy, là đơn này, dữ liệu đơn nhé. Đấy, thì dữ liệu thất đơn là gì? Là dữ liệu in chẳng hạn, là dữ liệu đơn này, là dữ liệu là float này, là dữ liệu đơn này, dữ liệu bool này, là dữ liệu đơn này, dữ liệu bool này, dữ liệu thật ra còn dữ liệu là non-time này, non-time là dữ liệu đơn này. Thật ra còn một số cái nữa, nhưng mà thôi, chúng ta đây là cái chính nhất ta học thôi. Đây là cái bốn dữ liệu là
là đơn. Còn thùng, thùng là cái gì? Đấy. Thùng là kiểu dữ liệu nó có thể chứa các dữ liệu khác nhé. Thì chúng ta sẽ phân loại kiểu dữ liệu thùng này, chúng ta chia là như sau nhé. Ví dụ tôi lấy ví dụ kiểu dữ liệu là string chẳng hạn. String là kiểu dữ liệu thùng, kiểu dữ liệu list là kiểu dữ liệu thùng, kiểu dữ liệu là tuple. Này đợi tôi một chút nhé. Kiểu dữ liệu tuple nhé. Tuple hay kiểu dữ liệu là set, kiểu dữ liệu là dict từ điển nhé. Hay là kiểu dữ liệu range, tất cả cái này đều là dữ liệu thùng hết. Thì đây không phải, khi nói thùng thì không phải chỉ có một loại mà có rất nhiều loại khác. Chúng ta sẽ phân biệt thế nào là dưới thùng cũng có cái gì nữa nhé. Thì nôm na là kiểu dữ liệu đơn là bản thân nó không chứa dữ liệu khác, còn dữ liệu thùng là nó chứa các dữ liệu khác. Mà cái việc chứa này là nó được như sau. Thì tôi sẽ mô tả tiếp để chúng ta hình dung được. Đây bây giờ tôi sẽ phân biệt lại kỹ hơn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau phân biệt, chúng ta sẽ phân loại kỹ hơn này về kiểu dữ liệu thùng hay là không đơn. Kiểu dữ liệu thùng hay là không đơn nhé, thì được phân loại như sau nhé. Đầu tiên phân loại lớn nhất tôi sẽ vẽ đây, giờ chúng ta hình dung như vậy, ra đây như vậy này. Kiểu dữ liệu thùng lớn nhất là kiểu dữ liệu làm lớn nhất là kiểu dữ liệu thùng, chính là container nhé, container đấy là thùng này. Là kiểu dữ liệu gì? Là kiểu dữ liệu mà nó không phải là đơn, là nó chứa các cái phần các kiểu khác, mà cái việc chứa này được biểu hiện bằng cái toán tử là in, lệnh dạng toán tử là in. Đấy, tôi thấy trong này có rất nhiều nhé. In là khi tôi viết là tôi lấy ví dụ cho một kiểu một số ký tự là ví dụ tôi cho là ví dụ chữ A chẳng hạn, chữ A này là ký tự A này là in cái số ký tự là A B C chẳng hạn, thì nó trả về là true. Như vậy in là nằm trong, in là chính là cái nằm trong. Như vậy là đây là một toán tử ở trong Python. Thì cái container là cái mà nó hỗ trợ cái toán tử in, nhưng mà nó chứa các phần tử ở bên trong, gọi là thùng nhé. Thì trong cái thùng thì nó có cái nhỏ hơn nữa, là cái lớp dữ liệu có tên là dữ liệu tuần tự nhé. Tiếng Anh nó là iterable hay là dữ liệu tuần tự. Đấy, tôi vẽ nhỏ ra đây nhé, là nhỏ ra tuần tự. Tuần tự là cái gì? Tuần tự là kiểu dữ liệu nhỏ bên nó bản thân nó phải hỗ trợ in rồi, lại in rồi, nhưng mà nó còn hay hơn nữa là tuần tự là tôi có thể liệt kê ra cái phần tử của nó một cách tuần tự, thì hỗ trợ lệnh for. Đấy, thấy nhé, lệnh for. Còn thấy trong string cũng hỗ trợ lệnh for, đây nhỉ, tuple cũng hỗ trợ for, list cũng hỗ trợ for, và dict cũng hỗ trợ for, trừ cái set là không hỗ trợ for thôi nhé. Rồi thế bây giờ tuần tự là như vậy, là nó hỗ trợ thêm là không những là chúng ta có thể kiểm tra xem phần tử này nằm trong phần tử khác hay không, nó chứa phần tử con hay không, nhưng mà nó còn có khái niệm nữa gì là nó, chúng ta có thể liệt kê ra các phần tử bên trong của nó là tuần tự liệt kê, chứ nó gọi là tuần tự là vì như vậy. Phần hỗ trợ lệnh for nhé, mà nó for từ đi với in, chúng ta nhớ là lệnh ở trong Python ấy, thì for luôn đi với in, chứ không for for một cái biến in cái gì đó, thì cái dữ liệu mà hỗ trợ lệnh for in ấy thì nó gọi là kiểu dữ liệu tuần tự nhé. Được rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ đi sâu hơn nữa. Thì ở trong tuần tự nó có một cái lớp nhỏ hơn nữa, là chúng ta không những là tuần tự được, mà chúng ta có thể chỉ ra từng phần tử một theo chỉ số. Thì cái loại phần dữ liệu đó nó gọi là dữ liệu dãy nhé, nó gọi là gì, nó tiếng Anh nó là sequence hay nó là cái dãy, kiểu dữ liệu là dãy. Đấy, thì đây là một lớp dữ liệu nhỏ hơn nữa bên trong nhé. Đó,
Thì kiểu dạo dãy này là gì? Là chúng ta có thể lấy ra từng phần tử một của nó, như A chỉ ra chỉ số K. Đấy. Chỉ ra một cái phần tử thuộc chỉ số chi tiết từ 0, 1, 2, 3, 4 gì đó nhé. Mà chỉ số. Thì như vậy đây chính là cái kiểu dữ liệu đây vì như vậy chúng ta như vậy là cái mô hình của dữ liệu thùng ấy nó chỉ là ba lớp, nó chỉ là ba lớp như vậy. Bên tôi sẽ liệt kê lại cho hình dung nhé, bên tôi liệt kê lại đây cho hình dung nhé, chúng ta hình thấy rõ này nó là gì nhé. Đây để chúng ta liệt kê ra cái phân loại kiểu dữ liệu thùng hay là không đơn nhé. Thùng thì như sau. Đấy. Để làm cái bảng, chúng ta có thể kể cái bảng nhanh như đây, tôi hình dung nhé. Đây. Đây là kiểu này. Kiểu dữ liệu nhé. Kiểu dữ liệu thùng này. Thùng là lệnh, cái lệnh mà hỗ trợ là gì? Lệnh hỗ trợ. Lệnh hỗ trợ. Và đây là ví dụ. Ví dụ. Thùng là hỗ trợ lệnh in nhé. Thì còn thấy cũng tốt rất nhiều đúng không? Kiểu string là hỗ trợ rồi này, kiểu dữ liệu là list là hỗ trợ này, kiểu dữ liệu là tuple này, kiểu dữ liệu là set này, dict này, range hỗ trợ hết nhé. Nhỏ hơn thùng là kiểu dữ liệu là gì? Là tuần tự dữ liệu thùng tiếng Anh là container. Kiểu dữ liệu tuần tự là iterable nhé. Là dữ liệu kia hỗ trợ lệnh for, mà nó for thường phải đi với in chứ không for in nhé. Thì ta là str hỗ trợ này, list hỗ trợ này, tuple hỗ trợ này, set không hỗ trợ nhé, là dict hỗ trợ này và range hỗ trợ. Đấy. Được chưa? Sâu hơn nữa là kiểu dữ liệu dãy là chúng ta chỉ ra từng phần tử một chứ không theo chỉ số, nó là tiếng Anh là sequence, là hỗ trợ gì? Hỗ trợ truy cập theo chỉ số, theo chỉ số. Đây thì đây chúng ta có này, str hỗ trợ này, list hỗ trợ này, tuple hỗ trợ này, range hỗ trợ này, range hỗ trợ nhé. Đấy. Còn list không, set không, làm gì nhé. Đấy. Chúng ta chú ý. Sau này chúng ta sẽ tạo ra kiểu dữ liệu mới và chúng ta sẽ kiểm tra xem là chúng ta sẽ định muốn nó là cái gì, nó muốn nó là kiểu thùng hay là kiểu tuần tự hay là kiểu dãy hoặc là chỉ là kiểu dữ liệu hay là đơn. Tiên đột ngược lại với thùng thì là đơn thôi nha, chúng ta chú ý cái này là cái rất quan trọng. Như vậy là gì? Như vậy là cái mô hình tổng quan ấy, mô hình cái gọi là cái phân loại dữ liệu của chúng ta lại một lần nữa để chúng ta hình dung nhé. Và cái là cái rất quan trọng về mặt phân loại như sau. Phân loại kiểu dữ liệu lại một lần nữa để chúng ta hình dung nhé. Đây, bên này là đơn này. Đấy. Còn bên này thì là không đơn này. Thì bên này tốt nhất là thùng này. Thùng nhé. Bên trong thùng thì nó là tuần tự này. Nhỏ hơn bên trong nữa là dãy này. Kiểu dữ liệu dãy nhé. Thuộc kiểu dữ liệu dãy. Bên này là đơn. Mà chúng ta biết một loạt nhé. Đây là kiểu dữ liệu in này. Float này. Bool này. Đấy. Và nan thai. Còn thùng này, đây cái này tôi vừa nói rồi, nó có một số cái là thuộc thùng nhưng mà không thuộc tuần tự là set nhé. Đấy. Set thuộc thùng nhưng không tuần tự, còn thuộc tuần tự không thuộc dãy thì là kiểu dữ liệu là dict. Bên trong dãy có hết, bên trong dãy là str này, nó là list này, nó là tuple này, nó là range. Đấy. Đây là những kiểu dữ liệu mà hay dùng nhất và có sẵn, chúng ta không phải định nghĩa lại mà nó có sẵn rồi, chúng ta chỉ cần dùng nó thôi. Đây, chúng ta
Nói về range có thể một số bạn còn thấy hơi lạ lạ đúng không? Khi tôi mô tả như này, khi tôi mô tả là for x in range 10 chẳng hạn, đúng không? Xong tôi print x ra thì mọi người thấy ngay đây, in ra từ 0 đến 9 đây nhé. Thì bản thân cái range này nó khi viết này nó chính là một nó là một lớp dữ liệu đấy. Vì tôi viết lại error này, error bằng range 10. Đấy, thì được. Thì error là một cái đối tượng dữ liệu của cái lớp là lớp range. Tôi viết tôi lệnh time lượng time nhé, tôi viết tôi error thì nó là thuộc cái class là range nhé. Nên là một đối tượng dữ liệu mà error là một đối tượng dữ liệu thuộc cái lớp range, nhưng mà range nó là một cái kiểu dữ liệu nằm trong cái lớp dữ liệu là thậm chí nó là dãy cả. Nó là của dãy, nó là vừa thùng, nó vừa là tuần tự, vừa chúng ta có thể viết là gì, là for x in r. Được chưa? Như vậy là error là hỗ trợ là cái lệnh for in, đúng không? Tôi dùng lệnh là print x cứ đứng vậy thôi, vẫn in ra như này đó. Nhưng mà là cái error là kiểu dữ liệu gì, nó là thuộc cái lớp là range, nó là kiểu dữ liệu là gì, nó hỗ trợ lệnh for. Như vậy nó là tuần tự rồi, nó hỗ trợ lệnh in. Đây, tôi viết là 10 in r, nó báo ngay là false. Tôi viết là 5 in r, nó báo ngay là gì, là true. Như vậy là nó hỗ trợ lệnh in, như vậy nó là kiểu thùng, hỗ trợ lệnh for là tuần tự, thậm chí nó hỗ trợ là tôi viết error đây. Một, tôi lấy ra phần tử thứ nhất, phần tử chỉ số 1 của error nó chính là số 1. Còn phần tử vị trí không nó chính là gì, nó chính là không. Như vậy vì nó hỗ trợ lấy ra từ phần tử 1 bằng chỉ số, cho nên nó chính là kiểu dữ liệu là dãy, cho nên là range nằm ở trong cái range là cái kiểu dữ liệu là nó là nằm trong cái dãy nhé, nằm trong cái nhóm dãy. Đấy. Như vậy là tổng quát lại thì thực ra cũng có định nghĩa, nhưng mà thôi tổng quát lại là phân loại kiểu dữ liệu trong quá trình nhắc lại nhé, nó là kiểu dữ liệu là đơn hoặc là kiểu dữ liệu là không đơn, thì nó có thể là thùng to nhất hoặc nhỏ hơn nó là tuần tự, nhỏ nữa nó là dãy. Đó là cái, thì chúng ta sẽ tất cả kiểu dữ liệu mà chúng ta sẽ được học, chúng ta sẽ phải nằm, chúng ta sẽ biết là nó nằm trong một trong những cái kiểu dữ liệu này thôi, được chưa? Rồi thế bây giờ tôi sẽ chúng ta sẽ quay lại, bắt đầu chúng ta sẽ nói một chút về khái niệm là đối tượng dữ liệu. Là đối tượng dữ liệu, khi nhắc đối tượng dữ liệu là cái gì, chúng ta nhắc lại một chút để chúng ta hình dung được. Chúng ta phân được khái niệm như là đối tượng dữ liệu, kiểu dữ liệu, rồi là giá trị dữ liệu, rồi là ô nhớ. Khi nhắc đến một đối tượng dữ liệu, chúng ta phải chú ý. Các cái đặc trưng cơ bản của một cái đối tượng dữ liệu. Tất nhiên đây tôi chỉ nói về mặt đấy thôi, về mặt là thực ra nó về đặc trưng cơ bản thì không đúng, là một số những cái điều cần chú ý khi nhắc đến đối tượng dữ liệu. Tất nhiên khi nói một đối tượng dữ liệu nó thuộc cái lớp nào đó thì nó phải có chung nhau các cái khái niệm như là các cái thuộc tính và gì, và thuộc tính và phương thức, để biết rồi, chúng ta vừa nói nãy rồi. Nhưng mà tôi nói sâu hơn một chút về cách chúng ta lưu trữ cái đối tượng này trong bộ nhớ là như thế nào. Đấy, cái rất quan trọng. Như vậy là một cái đối tượng, một cái object đúng không, một cái đối tượng dữ liệu, nó là một cái biểu hiện hay là một cái instance của một cái thì tôi viết là n bằng 10, hay thì viết là S là bằng Hà Nội, thì tất cả các đề nó đều làm các cái, nó đều là gì, hay thì viết thêm cái nữa, ví dụ tôi viết là A bằng 1, 2, 3. Đấy, như vậy là N là một cái đối tượng thuộc cái lớp gì, thuộc cái lớp dữ liệu là số nguyên. S là một cái đối tượng dữ liệu thuộc cái lớp là lớp string, lớp là str là sâu ký tự. Còn A là một đối tượng dữ liệu kiểu là gì, kiểu list hay là thuộc cái lớp list. Thế thì khi mô tả một cái đối tượng dữ liệu thì chúng ta cần phải chú ý cái gì, cần nhớ cái gì, và đây là cái điều rất quan trọng nhất. Đây là cái phần mà
năm ngoái năm kia tôi đều nó rất nhiều lần trong những cái buổi mà gọi là buổi phụ đạo cho giáo viên của chúng ta đấy, rất nhiều người thì chắc một số bạn đã biết rồi, một số bạn chưa biết tôi sẽ nhắc lại một chút nữa để chúng ta có cái hình dung là để chúng ta phân biệt đây là cái sự rất là khác biệt giữa Python và Pascal và C. Thì mới thoạt nhìn ấy, những ai mà quen với cái với C với Pascal nhiều thì khi nói điều này chúng ta cảm thấy rất là sốc, cảm thấy rất là sẽ thấy khó hiểu quá, phức tạp thế. Nhưng mà khi ra quen rồi thì thấy rất là hay, rất là gọn gàng, và thấy mới thấy là à, cái thằng Python nghĩ ra cái này rất là hay, nó làm cho mọi thứ trở nên rất là rõ ràng và sáng sủa nhé. Rồi ta cùng nhau mà chúng ta cùng nhau phân tích một chút. Như vậy là một cái đối tượng dữ liệu thì nó gồm có những cái đặc thù nào nhé, có những hình khi nhận đến một cái đối tượng, một cái object nhé. Thứ nhất nhé, nó thuộc kiểu dữ liệu gì, nó thuộc cái type là cái gì, hay là nó nằm trong cái lớp nào đấy, nằm trong lớp nào, hay là cái giá trị của nó là gì, cái rất quan trọng nhé, giá trị là cái gì. Thì giá trị này là nó ví dụ là đối với số nguyên thì nó là một số, là số 10 là giá trị của nó. Với S là Hà Nội thì chữ Hà Nội nó chính là giá trị của nó. Hay đối với là cái đối tượng là A kia thì giá trị của nó chính là cái dãy 1 2 3, nó là cái giá trị. Thì cái này thì anh nó là value. Quan trọng. Nhé. Thứ ba là cái địa chỉ ô nhớ, mà cái đối tượng này nó nằm ở trong đó, nó là cái gì? Cái địa chỉ ổ nhớ nhé, cái này rất quan trọng luôn nhé, ổ nhớ thì nó là cái ID. Đấy. Và một cái nữa rất quan trọng là nó gọi là reference count. Là cái gì? Là cái này phía bên này nhé, reference count là gì? Nó là cái số lượng các cái tên biến đấy, cùng trỏ vào cái đối tượng này, vì nó lại trỏ vào. Như vậy là như sau, chúng ta cùng nhau bây giờ nhắc đến cái này chúng ta phải nhắc ngay đến nhé. Như vậy là về kiểu thì hiểu rồi, đúng không? Về kiểu thì hiểu rồi, nó nằm ở trong cái lớp nào. Giá trị cũng có thể hiểu được, nó là các cái giá trị để mà xác định khi nó bị dữ liệu phải có giá trị, đúng không nào? Không thể không có nói giá trị được, nên giá trị cũng là khái niệm rất dễ hiểu, là value. Cái ô nhớ cũng dễ hiểu, nó là cái địa chỉ, cái ô nhớ mà nó lưu cái đối tượng này. Nhưng mà cái reference count này thì đúng là cái phức tạp hơn. Nó là như sau này, nó là ở trong Python ấy, khi chúng ta tạo ra một cái biến ấy, một cái object ấy, thì nó chiếm cái ô nhớ và máy tính nó không đồng nhất cái biến đó với một cái tên biến, khác hẳn đối với Pascal Python. Pascal Python là nó đồng nhất cái biến đó, cái ô nhớ đó với cái tên biến luôn. Như thế này thì không, và nó tạo ra cái tên biến và nó trỏ vào cái đó. Đấy, tôi xin lại một chút nhé. Như vậy là như thế này, như vậy chúng ta chú ý như vậy. Chính ở đây là cái chỗ mà rất nhiều tác giả trên thế giới họ nói, nó cũng đúng thôi. Nhưng mà là gì? Là ở trong Python thì mọi biến đều là biến con trỏ hết. Cũng đúng của nó đấy. Thật là bản chất là như vậy. Nhưng mà chúng ta tránh dùng một từ là biến con trỏ. Vì sao là vì nói chung là học sinh của chúng ta rất là sợ, hay giáo viên rất là sợ dạy cái khái niệm này là biến con trỏ ở trong Pascal và trong C. Thì cái này khi nào có điều kiện tôi sẽ nói kỹ hơn nhé cái phần này nhé. Mà đây thì tạm thời nói là từ trước đến nay là tất cả giáo viên của chúng ta đều có trong đầu có suy nghĩ, ngay cả những người lớn cũng nhiều người nghĩ như vậy, là tránh không nhắc cái khái niệm là con trỏ, biến con trỏ cho học sinh, vì đó là khái niệm khó. Nhưng mà là hóa ra là trong Python này tất cả các biến đều là biến con trỏ cả. Thế nó mới sợ. Nhưng mà nói như vậy sợ nó khó quá thì chúng ta nên tránh đi. Còn nếu ai mà hiểu sâu hơn nữa
thì có thể nói rõ cho chính biết là thật ra biến con trỏ ở trong Python nó không gì là khó khăn cả, nó rất là dễ dàng. Chính cái biến con trỏ ở trong Python nó làm cho cái khái niệm con trỏ trở nên rất là dễ hiểu, không như là khó như là không khó như là ở trong Pascal và C nhé. Rồi tôi sẽ nói lại nhé. Như vậy khi mà chúng ta xác định đây, tôi ví dụ nhé, tôi viết là cũng cần cái biến là n bằng 10, thì tôi đây là một lệnh gán biến biến số 10 và tạo ra biến là n. Chúng ta nhấn lại là ở trong Python ấy, thì biến chúng ta không cần khai báo trước, cho nhấn lại nhé. Đấy. Giải viết như này thì nếu không có n thì nó tạo ra biến n, n mà có trước thì nó sẽ làm lại n về trước kia rồi, vừa trên nó gán n là một string hay là một cái số thực, thì xuống đây thì biết n bằng 10 thì máy tự động hiểu rằng n chính là kiểu nguyên. Như vậy là cái kiểu khi cho dạy học sinh cho nói là như vậy là kiểu kiểu của biến ấy, biến ở trong Python không cần khai báo và biến được xác định kiểu ngay tại vị trí gán, dùng từ nó cũng được thôi, nhưng mà thế này đúng hơn này. Khi tôi viết là n bằng 10 thì như sau, thì máy sẽ tạo ra một cái đối tượng, máy sẽ tạo ra chương trình hay là máy tính nó sẽ tạo ra một đối tượng, một object nhé. Object này nó có bốn cái đặc trưng, một là kiểu. Object này nó thuộc kiểu gì? Thuộc kiểu là số nguyên. Đấy. Là in số nguyên mà. Nó có giá trị gì? Nó có giá trị của nó là 10 nhé. Nó có cái nó sẽ tạo ra một cái ô nhớ là cái ID, là cái ô nhớ trong 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 máy tính để nó lưu cái giá trị 10 này vào, cái số này vào, lưu cái object này vào. Và hai là nó có một cái biến thức nữa là cái biến là reference count. Được chưa? Reference count thì nó như sau. Khi mà đây chính là cái đối tượng 10 đây, và nó tạo ra một cái biến là biến n, nó trỏ vào đây. Đấy. Thì cái biến này nó mô tả tất số lượng tất cả các cái biến mà trỏ vào đây nhé. Được chưa? Thế thì như sau. Thế thì ở trong Python ấy thì nó quản lý cái biến, nó quản lý cái vùng thì biến này riêng. Đây là cái vùng này là cái tên biến nhé, là cái tên biến hay là cái name, nó gọi là cái vùng tên nhé. Hay nó gọi là cái namespace. Ở trong Python nó quản lý cái namespace độc lập với khái niệm là đối tượng dữ liệu. Các bạn chú ý nhé, cái này là cái rất quan trọng. Nên nó nhanh, cái này tôi không nói kỹ, nhưng nó kỹ các bạn sẽ cảm giác sẽ rất khó hiểu, nó nhanh thôi. Nhưng mà ở trong Python thì như sau, nó khái niệm là namespace nó quản lý các cái tên biến x này, n này, a này, b này, c này, a lớn này, đúng không? A, B. Còn đây là các object quản lý riêng. Object là nó nằm trong bộ nhớ. Để nằm trong bộ nhớ nhé. Nó có cái ổ nhớ, cái ổ nhớ này, ổ nhớ này. Và một cái ổ nhớ này này, trong ổ nhớ này nó lưu cả bốn tham số cơ, bốn tham số là kiểu này, type này, định tính nhân này là ID này, ở chỗ này là value này, ở chỗ này là reference count này. Đấy, lưu bốn cái này vào trong bộ nhớ. Và khi tôi tạo ra cái biến các cái tên này, nó sẽ trỏ vào đây, nó sẽ trỏ vào cái bộ nhớ này. Đó. Thì biết là n bằng 10, máy tạo ra cái đối tượng này là 10 đây, và n trỏ vào đây. Được chưa? Thì tôi viết là biết tôi viết thêm nhé. Tôi viết thêm là m bằng 10, m bằng n. Đấy. Thì máy tạo ra biến m mới và nó cũng trỏ vào đây luôn. Đấy. Nhưng mà khi tôi viết là m bằng n thì máy tạo ra một cái name mới, tạo cái name mới lại là m và trỏ vào cùng vị trí với n. Và khi tôi trỏ như vậy thì cái reference count nó tăng lên một đơn vị. Đấy, mà chú ý nhé, cái này là cái rất đặc biệt, cái rất hay của nó đấy. Và chúng ta không cần cái lệnh, không cần phải lệnh là xóa khỏi bộ nhớ. Khi mà cái reference count này khi mà cái biến kia reference count này nó bằng 0 thì lập tức máy tự động sẽ xóa cái đối tượng này trong bộ nhớ. Chúng ta chú ý nhé, đây là cái rất đặc biệt. Nhưng cái namespace nó là một cái dọc được vùng tên, nó dùng để mà quy định là để dùng để gán, dùng để ánh xạ
ánh xạ một cái nêm vào một cái ốp sắt. Cho nên thời điểm tôi ánh xạ vào tôi định biết được kiểu, còn không ánh xạ thì chúng ta tha hồ đổi là vì thế mà. Ở phần trên tôi viết x bằng 10 thì nó là kiểu nguyên, phần sau tôi viết x bằng 1.5 thì nó là kiểu gì. Ở phần trên này x trỏ vào 10, phần sau x trỏ 1.5 và trỏ vào một đối tượng khác. Phần sau nữa tôi lấy viết x bằng ABC như này, tức là trỏ vào một đối tượng khác. Như vậy là trong máy tính có cái đối tượng 10, đối tượng 1.5, đối tượng ABC này là string. Thì ở lần đầu tiên tôi gán x làm cái tên, làm cái name ở trong cái namespace vùng tên, tôi trỏ vào biến 10. Lệnh 2 x bằng này tôi trỏ vào đây. Nhưng mà x tôi không trỏ vào đây nữa, trỏ vào cái 1.5 này. Lần thứ 3 x bằng ABC, x tôi trỏ vào cái string là ABC. Anh em chú ý nhé. Đó là cái rất là quan trọng. Đây, tôi cho các bạn xem nhé. Bây giờ nhanh thôi. Bây giờ tôi viết như sau, tôi viết là A này, A bằng 1, 2, 3, 4 này. Đấy, được chưa? Thì kiểu của A nhé, kiểu của A chính là kiểu của đối tượng đó, là kiểu là list, đúng nào? Cái ID của A này chính là gì? Cái ID của A này chính là gì? Là cái địa chỉ, cái ô nhớ mà nó chứa cái số A đó, chứa cái list đó. Đấy nhé. Còn cái value của A này chính là cái A kia thôi. Đấy. Cái value tôi cũng chỉ là cái dãy A thôi nhé. Thì bây giờ tôi sẽ cho các bạn cái hàm để tôi biết được việc cái hàm để tính được cái reference cao thì như sau này. Chúng ta làm như sau nhé. Chúng ta đây hơi phức tạp một chút, để tôi xin phép tôi có một lệnh để tôi kiểm tra này nhé. Đây, from, tôi dùng cái lệnh là from sys import, trong đó hàm này nó ở trong cái module sys nhé. Nó là get reference cao. Đấy, hàm như này. Bây giờ tôi viết là get reference cao. Nó là 2, thì biết sao là 2 không? Cái này sau 1, sau đó là không là 1, nó là 2. Thì là như này này, chỗ này là chỗ tôi giải thích một chút cho tâm hiểu. Khi tôi gọi là get reference cao A thì là như sau. Chỗ này tôi xin phép nói cho các bạn hình dung nhé. Vì sao chỗ này tôi lại nó là 2, cái là các bạn cần giải thích nhỉ? Đấy, cái chỗ này là chỗ mà tôi giải thích cho các bạn xem một lần nữa. Vì sao nó là 2, không sao. Vì sao nó không là 1, nó là 2. Thì chuyện này tôi sẽ thích một chút, tôi hình dung nhé. Đây, tôi lấy ví dụ cho các bạn xem. Nó cũng rất dễ hiểu thôi, nó cũng hay nhé. Đây, khi tôi viết như thế này. Đây, tôi đã dùng trước kia, tôi tìm cái bút của tôi đâu nhỉ. Đây, bút nhé. Đây, ở phía trên tôi đã gán này. Ở phía trên tôi đã gán như sau. Tôi đã gán là A bằng 1, 2, 3, 4. Được chưa? Thì như vậy thì máy tính tại thời điểm đó, máy tính tạo ra một cái tên biến là A nhé, và nó trỏ vào cái ô nhớ, trỏ vào cái đối tượng này chính là cái đối tượng mà là cái list của nó chính là 1 2 3 4 đấy đó, được chưa? Thì tại thời điểm này thì cái reference cao của nó bằng 1 thôi nhé. Nhưng tôi gọi cái hàm sau, tôi gọi cái hàm get reference count A. Tôi gọi cái hàm này nhé. Gọi cái hàm này thì cái A, đối tượng A sẽ được truyền vào bên trong cái hàm này. Hàm bên trong thì bên trong cái hàm này nó có một cái namespace riêng. Cái namespace riêng của cái hàm này nó gọi là cái hàm địa phương đấy. Cái biến là namespace này là cái tên địa phương đấy. Chúng ta nhớ lại một chút nhé. Thì như vậy là khi tôi viết là gọi cái hàm này vào thì cái đối tượng này nó truyền qua cái tham số này nó vào bên trong cái hàm này. Và bên trong cái hàm này thì nó sẽ tạo ra một cái namespace mới, một cái tên mới là tên A. Cũng chọn vào đây. Đấy. Như vậy tại thời điểm mà tôi gọi cái hàm này ra ấy, thì trong máy tính nó có hai cái name. Một cái name này, là nằm trong cái tên này nằm trong cái namespace ở bên ngoài, nó là biến tổng thể. Còn cái name này, A này nằm trong cái biến địa phương, nằm trong cái namespace địa phương.
hay là nằm là cái biến địa phương. Nhưng tại điểm này nó có hai biến, một biến A là biến A là biến địa phương nằm trong cái hàm là hàm ghét reference cao, thì biến thứ hai là biến A nằm trong cái nằm thuộc cái biến tổng thể nằm bên ngoài, và hai biến này cùng trỏ vào cái đối tượng đó, cho nên nó cho nên cái reference cao nó bằng 2. Khi tôi gọi hàm này ra thì nó sẽ bằng 2, đây, nó sẽ bằng 2 chứ không phải là 1 nhé, hàm sẽ bằng 2, được chưa? Thì các bạn chú ý như vậy nhé. Chuyện này hơi phức tạp một chút. Cái này năm ngoái bên tôi cũng từng nói rồi về khái niệm là thế nào là biến tổng thể, thế nào là biến địa phương ở trong hàm trong Python. Một thân phần này là hôm nay cái phần này không phải là phần quan trọng rồi, nhưng mà để bây giờ chúng ta sẽ quay sang một chút như vậy nhá. Chúng ta chú ý như vậy là ở trong Python thì là chúng ta chú ý là như vậy là rất độc lập. Như vậy là có hai đối tượng, đây tôi lấy ví dụ nhé. Chúng ta chú ý nó có hai cái rất quan trọng. Khi có hai đối tượng ví dụ như A và B, thì chúng ta chú ý trong có hai lệnh sau này. Cái ở trong Python nó có lệnh là một là so sánh đối tượng thôi, hai đối tượng có trùng nhau hay không, tức là hai đối tượng mà trùng nhau khi về chỉ khi là nó cùng một cái địa chỉ nằm trong cùng cái ô nhớ đây. A nhé. Nếu A B mà cùng trỏ vào một đối tượng trong bộ nhớ thì khi AB nó là một đối tượng thì cái hàm A I B nó sẽ bằng true. Nhưng cái như vậy cái toán từ I là so sánh đối tượng xem là hai đối tượng đó có nằm trong cùng một ô nhớ hay không, hay là nó là một đối tượng hay không. Còn thứ hai là so sánh giá trị là khác nhau nhé, giá trị của đối tượng và A và B. Đấy, thì là lệnh này chỉ cần sánh là cái lệnh dấu bằng này. Đấy. Cái dấu bằng này là dấu bằng này là so sánh giá trị, còn cái is là so sánh đối tượng. Các bạn chú ý nhé, hai cái khác nhau đấy nhé, hai cái là khác nhau, được chưa? Thì cái kiểu dữ liệu mà nó cho phép thay đổi giá trị thì nó gọi là dữ liệu khả biến, còn dữ liệu mà không cho phép thay đổi giá trị thì nó gọi là kiểu dữ liệu là bất biến, làm chú ý nhé. Nhưng mà ở trong Python thì cái kiểu dữ liệu nó có hai loại, về mặt phân loại nữa là kiểu dữ liệu thì nó có hai loại về hay là cái kiểu dữ liệu nhé. Là kiểu dữ liệu thì giống hệt nhau rồi, mỗi một cái đối tượng dữ liệu luôn nằm, nó có bốn cái tham số, nhắc lại một chút nhé, đó là type, đó là cái value, đó là cái id và nó có cái là reference cao, nó có bốn cái đặc trưng của một cái đối tượng dữ liệu. Thì trong Python nó chia làm hai loại, một loại là khả biến tức là cho phép thay đổi giá trị, còn bất biến là không cho phép thay đổi, bất biến là không cho phép thay đổi. Khả biến là thay đổi được giá trị là cái này đó nhé. Còn bất biến là không thay đổi được giá trị, được chưa? Đây là khả biến nhé. Nên chúng ta quay lại một chút nhé. Ở trong Python thì hiện nay là đa số là nó là kiểu gì bất biến hết, rất ít cái đối tượng là khả biến. Tôi xin phép liệt kê ra đây một số cái cho ta hình dung nhé. Đây như vậy là trong bây chúng ta phân loại lần nữa nhé. Bất biến, khả biến. Kiểu i này là bất biến này, tất cả kiểu dữ liệu đơn hầu hết nó làm là bất biến hết nhé. Bool này tất nhiên rồi, nó là non time này. Ngoài ra kiểu dữ liệu là thùng này, là kiểu dữ liệu gì, là kiểu dữ liệu swing là bất biến nhé. St là bất biến, là kiểu tuple là bất biến này. Kiểu dữ liệu là gì, range là bất biến nhé. Đấy.
Còn khả biến là gì? Khả biến là kiểu dữ liệu là list là khả biến. Chúng ta biết là list khả biến kiểu dữ liệu gì? Là set tổng hợp là khả biến. Và kiểu dữ liệu là dict là khả biến. Ba anh này là khả biến thôi, còn lại tất cả bên này là bất biến hết. Đây, chúng ta chú ý nhé. Để minh họa cho chúng ta xem một chút cái khái niệm nhé, để chúng ta có hình dung nhé. Mình hiểu một chút thôi. Đây, tôi lấy ví dụ nhé. Khi tôi viết là A bằng 1, 2, 3 nhé. Ghi là B bằng 1 cũng là như này, 3, 3 như này. Như vậy AB là cùng 1, 2, 3 nhé. AB sẽ là bằng nhau về bằng nhau về giá trị không? Bằng nhau có, nó là true. Kiểm tra xem AB có phải cũng là cùng là một đối tượng không nhé. A là is B. Không. Như vậy là AB là AB là các đối tượng là khác nhau, bởi vì sao? Bởi vì tôi kiểm tra là ID này, ID của A này là cái ô nhớ mà chứa cái dữ liệu A, còn ID của B này khác nhau, hiểu không? Một đằng là khác nhau, một đằng là phần cuối của nó là gì, là cách nhau mấy cuối đấy. Bên bên trên là 983488, ở dưới là dưới là gì? Ở dưới là 886912. Như vậy là hai cái này nằm ở hai cái ô khác nhau. Hai cái này nằm ở hai cái ô khác nhau nhé. Đấy. Làm hai ô khác nhau, cho nên đó là AB nó không phải đồng nhất về mặt đối tượng, nhưng mà nó là đồng nhau về mặt giá trị. Chúng ta chú ý nhé. Bây giờ tôi quay lại một ví dụ nữa cho hình dung nhé. Đây tôi là cho thấy này A nhé, tôi viết lại A bằng viết lại nhé. 1, 2, 3, 4 được chưa? Thì là cái ID của A đây, ID của A là như này nhé. Đây. Vì tôi viết là B bằng A. Đấy. B bằng A thì khi đó B nó sẽ trỏ vào đúng cái đối tượng của A. Vậy B và nó sẽ trùng nhau về mặt đối tượng B này. Is A là 1 này. Đấy, nó là 1. Khác ở trên nhé. Ở đây B và A thì viết B bằng A, B là cái tên trỏ vào cùng đối tượng. Chính tức là cả A, B cùng trỏ vào cái đối tượng là A đó. Được chưa? Đấy. Bây giờ tôi viết A này, pen này, pen 10 này, được chưa? Bị A thay đổi rồi, nhưng mà về mặt giá trị, kiểm tra B nào, B cũng thay đổi theo. Vì sao như vậy? Bởi vì B và A là cùng trỏ vào một đối tượng, mà đối tượng A không thay đổi. Tôi viết cái ID nhé, ID của A vẫn như cũ này. Cái ID của A tại đây nhé, giống ID này vẫn là. Đấy. Như vậy là cái lệnh này, lệnh append lệnh làm thay đổi giá trị của A, đúng không? Nhưng không làm thay đổi đối tượng của A. Suy ra là cái đối tượng A này là đối tượng nó có thể thay đổi được dữ liệu. Vậy nó là khả biến. Nên là khả biến. Được chưa? Đấy, chúng ta thấy nó khác nhau chưa nào? Khác hẳn so với, tôi lấy ví dụ này, tôi lấy là khác hẳn luôn nhất đây. Khi tôi viết là x bằng 1.5 này, đấy nhé. Thì ID của x này, ID của x là đây nhé. Khi tôi viết là x này bằng là x cộng 1 này, cộng 1. Viết thế này thôi, nhưng mà khi mà viết x cộng 1 thì nó vì là x nó là đối tượng là bất biến, cho nên là x cộng 1 nó làm một giá trị mới, nó khác so với cũ. Như vậy lệnh này là như sau, đây một tính chất tạo ra một đối tượng mới có giá trị là x cộng 1, x đã trở lại vào đối tượng đó, cho nên ID thay đổi theo ID của x nó khác nhau nhé, nó khác. Ở trên này là 25, nó là 032 này, đấy là 032. Ở dưới này nó là 484 đúng không? Rồi ở trên này, ở đây là ở phía trên này nhé, là đối tượng khác nhé. Ở đây là đối tượng khác, x bây giờ là giá trị của nó là 2.5. Nó không được trùng cái 1.5 này được, vì là x thì là cái kiểu dữ liệu float, là kiểu dữ liệu là bất biến, là nó không, tạo ra cái này là nó cứng luôn, không thay đổi giá trị được nữa. Cho nên khi nó tạo ra một đối tượng, khi nó tạo ra lệnh này thì nó sẽ tạo ra một đối tượng khác. Bởi vì sao? Bởi vì là x thì nó là vì float, nó là kiểu dữ liệu là bất biến. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ quay lại như vậy là chúng ta, đó là tôi nói một vài ý về liên quan đến cái khái niệm đối tượng nhé, và lớp này, đối tượng dữ liệu nhé, và chúng ta hình dung là trong Python thì tất cả mọi thứ đều là đối tượng hết, đều là object hết. Bây giờ cách tạo mới là làm sao để chúng ta cùng nhau quay lại cái đề tài gốc từ đầu nhé.
Như vậy là gì? Như vậy là như sau. Như vậy là chúng ta chú ý, bây giờ chúng ta quay sang phần chính của học hôm nay. Phần tù rất đơn giản thôi, nhưng mà ở phần trên phải nói kỹ đã. Sau phần này chúng ta mới hiểu được việc cách tạo ra, cách tạo ra một cái lớp, một cái lớp nhé, hay là kiểu dữ liệu mới thì như thế nào. Kiểu dữ liệu mới đây là cái chúng ta sẽ thường xuyên trong trình của chúng ta, chúng ta phải làm việc rất nhiều với kiểu dữ liệu mới này nhé. Đấy. Thì cái làm đơn giản là như sau, chúng ta sẽ phải làm, phải tạo ra lớp thôi. Cách đơn giản như sau, cách tổng quát là như sau, cách làm đơn giản nhất, cách làm đơn giản là như sau. Ở trong Python, cách tạo ra một kiểu dữ liệu mới nó rất đơn giản các bạn ạ, không có gì khó khăn cả. Như sau, chúng ta dùng lệnh là class, sau chúng ta gọi cái tên đối tượng mới nhé. Đây, tên, tên kiểu dữ liệu, tên kiểu dữ liệu, kiểu dữ liệu mới. Tên này cũng phải thỏa mãn theo giống cái tên, cái quy tắc của đặt tên là không được có dấu cách, được không nào, không bắt đầu bằng số mà chỉ dùng các cái tự phân biệt chia hoa thường và dấu cách dưới thôi, không có các cái tự đặc biệt khác, ví dụ cái tự cộng trừ nhân chia là không có, nó chỉ là hoặc là ký tự in hoa, chữ in hoa, chữ in thường và dấu cách dưới. Đó. Sau là hai chấm. Sau phần này mới thuật vào và chúng ta mô tả thông tin của lớp này. Mình nó rất đơn giản như này thôi, không có gì là khó cả. Được chưa? Thế thì bây giờ tôi nói nhanh này. Trường hợp mà đơn giản nhất là như này. Chúng ta làm như sau, đơn giản nhất chúng ta chỉ biết như viết này, thì biết là class C hai chấm và không mô tả gì cả. Thì ở trong Python nó có một cái lệnh để mô tả, là nó thay thế cho tất cả các nhóm lệnh khác, nó thay thế cho một cái nhóm lệnh rỗng, thì dùng từ là pass. Đấy, đây là một cái lệnh nó tạo ra một lớp rỗng rất đơn giản như thế này thôi nhé. Được chưa? Đây thì tôi lấy cho các bạn xem. Như vậy là đây là cái khái niệm đầu tiên, chúng ta tạo ra một cái lớp gọi là kiểu dữ liệu mới đi, nhưng mà nó là rỗng hoàn toàn. Đây thì làm như này, đây tôi lấy dụ để biết nhé. Class là C hai chấm, xong enter, xong pass, xong người tạo ra một lớp mới là lớp C nhé. Thì khi mà tạo ra một lớp rồi thì cách mà tạo ra một cái đại diện của lớp đó là như sau. Chúng ta chỉ viết chúng ta x gì này bằng C, chúng ta mở ngoặc cái này làm cái hàm, vì ở trong cái trong class chúng ta mô tả là rỗng, cho nên cho đây chúng ta phải biết là C rỗng thôi, enter. Đấy, thì như vậy là C là một cái đối tượng, một cái object thuộc cái lớp là x là một cái đối tượng thuộc cái lớp C. Tôi viết type x, nó thuộc cái lớp C đấy, nó thuộc cái lớp là C. Đây các bạn cứ quên cái chữ mình, coi như là C đi nhé. Nó thuộc cái lớp C là dùng cho cái main, là nó nằm trong cái, nó trong cái context hiện thời thôi. Nhưng mà đây là ví dụ đơn giản nhất nhé, là x này. Đấy. Bây giờ tôi viết thêm tiếp này, tức là x này. Thì nó ra nó làm cái đối tượng tại cái địa chỉ này thôi. Đấy. Thì một số bạn hỏi ngay tại sao nó không viết cụ thể ra, nó ra như thế này. Thì đấy chúng ta sẽ học là nghĩa là chúng ta gì? Sao tôi biết là khi tôi viết là y bằng 12, tôi y này. Tính ra luôn 12 mà x thì nó không ra cái gì, nó ra cái này thì nó là chúng ta sẽ ngay bây giờ ta sẽ biết nhé. Được rồi, đây là trường hợp giản nhất thôi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau mô tả một số những cái đây là ví dụ đơn giản thôi, vì chẳng ai làm như này cả. Chúng ta sẽ phải làm phức tạp hơn chứ. Thực tế như sau, thực tế chúng ta sẽ tạo ra một cái đối tượng dữ liệu như sau. Đó là cách mô tả chuẩn nhất là như thế này. Tôi sẽ mô tả cho các bạn. Đây nhé. Đây là cách mô tả chính nhất là như này. Đây chúng ta rất nhanh, không có gì là khó cả. Cách mô tả chuẩn nhé. Chuẩn kiểu dữ liệu mới. Cách một có hay dùng, tức là cách một là chúng ta chỉ mô tả thuộc tính thôi, không mô tả các cái phương thức. Cách một là cách đơn giản, chỉ mô
tả kiểu dữ liệu, với thuộc tính kiểu dữ liệu, xin lỗi tôi viết nhanh quá láo nhé, kiểu dữ liệu mới chỉ có thuộc tính thôi, không mô tả hàm, không mô tả phương thức. Thì cách này là hoàn toàn tương đương với cách dùng lệnh time ở trong Pascal, hay dùng lệnh structure ở trong trong C nhé. Là như sau này, chúng ta viết là class này, class sau là cái name của cái tên của chúng ta nhé, chúng ta muốn đặt tên, chú ý tên của lớp này, sau hai chấm này, sau đó chúng ta phải mô tả tất cả các thuộc tính ở trong một cái hàm, hàm này cũng đặt tên là hàm init này, hai cái nhé, init nhé, gạch ngang và mở ngoặc ra, bắt buộc phải có từ là self, sau đó có thể thêm bất túy, và bên này chúng ta định nghĩa các thuộc tính ở đây, định nghĩa các cái thuộc tính của kiểu dữ liệu, của kiểu dữ liệu mới. Đấy. Đây là cách tạo ra đơn giản nhất, nó là như thế này, được chưa? Bây giờ tôi sẽ ví dụ thôi, chúng ta sẽ thấy ngay, chúng ta không gì khó khăn cả. Còn vì sao có cái từ self thì khi chúng ta làm, thực ra ngay bây giờ thấy ngay cũng được thôi, nhưng mà các bạn cứ thực tế các bạn thấy ngay thôi, không có gì cả. Cái từ self đây là chính nó mô tả chính là đối tượng. Nhưng mà cái hàm init là cái hàm chuẩn dùng để mà ta init, tôi chỉ là init, chúng là để khởi tạo các cái thuộc tính ban đầu cho một cho cái kiểu dữ liệu đó. Cái hàm này chỉ là hàm dương, hàm constructor của C đấy nhé. Nó rất đơn giản thôi, nhưng cái làm như sau, vì tôi lấy ví dụ, chúng ta sẽ ví dụ trên chương trình nhé, cho nó dễ nhé. Đây, ví dụ tôi mô tả một cái lớp dữ liệu là các cái tọa độ ở trên màn hình nhé, tọa độ tôi viết là TD này, tọa độ nhé. Đấy, tọa độ, và tôi hai chấm xuống dòng và tôi mô tả như sau. Tọa độ thông thường tôi sẽ init này, xin lỗi hình tôi viết sai bên kia, đúng rồi, viết sai, xin lỗi nhé, bên này bị ngay viết sai. Thế nên là đây là cái hàm mà, cho nên nó phải có cái gì, nó phải có cái từ khóa là xin lỗi nhé, đến ngày này viết vội quá là khó, là quên mất đấy, đã từng một chút. Đây là chỗ này không phải chữ init đâu, mà phải có cái, nó là tên hàm, nó phải có cái gì, nó phải có cái từ khóa là def thuộc vào đấy. Sau in cái định nghĩa này là nằm dưới cái def, đây là hai chấm nữa, xin lỗi, hai chấm nhé. Đây, bắt buộc phải có cái từ khóa def nhé, là được mô tả cái hàm. Thì hàm init là cái hàm duy nhất dùng để khởi tạo các thuộc tính, cái bộ thuộc tính chính của đối tượng dữ liệu, của kiểu dữ liệu đó. Đây, tôi mô tả cái đây tọa độ nhé, tôi dùng cái def này xong cái dưới này init nhé, bắt buộc phải có cái self phần này, được chưa? Thì sau cái self này thì có thể có không, tôi bỏ nó như thế như này nhé, tôi để một phương án trước các bạn hình dung như này nhé. Enter thì biết này self chấm x bằng 0, như vậy là x là một thuộc tính ban đầu, thuộc tính thứ hai là self chấm y, như vậy lệnh này gì là dạy như sau, xác định là như sau, là tôi tạo ra một cái đối tượng dữ liệu, cái lớp dữ liệu có tên là td tọa độ, và một phần tử của nó là nó có hai thuộc tính là x và y, nên ra đó là một cái điểm trên màn hình. À, viết như này thì như sau, tôi đi enter đi, được chưa? Thì khi viết này xong thì tôi đã tạo xong cái kiểu dữ liệu mới là có tên là TD, và tôi có thể viết là P, đây khai báo P nhé, P bằng TD. Đấy. Đó, P bằng TD. Bây giờ P nó là một đối tượng kiểu thuộc lớp dữ liệu là TD rồi đấy. Và bây giờ chúng ta kiểm tra D này, xem D nó có những cái thuộc tính gì này. P này, enter. Này. Nó tính là x y thế không nào? Đấy, x y là hai cái thuộc tính của cái đối tượng P. Còn ở trên này có một loạt, cái trên này chúng ta bỏ qua nhé, đây là một loạt cái con loại hệ thống thì chúng ta quên đi, chúng ta đây là những người muốn học sâu hơn nữa về Python thì chúng ta có thể mở ra xem nhé.
Các bạn nào muốn tìm hiểu sâu nữa thì các bạn tôi cuốn sách tôi viết cuốn sách là Python nâng cao, tôi nói cái rất sâu về những cái này thì các bạn có thể xem nhé. Trong sách đó tôi có rất nhiều bài tập hay. Hôm nay tôi dạy cái phần này là cũng chỉ nói lại một số các ý tưởng trong cuốn sách đó thôi. Cuốn sách là Python nâng cao, các bạn có thể tham khảo. Trong đó là mô tả rất nhiều cái tính năng nâng cao của Python. Như vậy ở đây chính là cái lệnh, đây là cái hàm dùng để thiết lập cái bộ dữ liệu ban đầu, cái bộ thông tin ban đầu. Ở đây là như sau, ở đây chính là x vì đây, và với cái lệnh này thì mang định của nó là x gì bằng không, y bằng không. Tôi viết là p x gì đây nó sẽ bằng không, và p chấm y nó sẽ bằng không. Thế không nào, tôi còn sửa được, tôi viết là p chấm x gì bằng 10 hoàn toàn được, p chấm y tôi viết bằng là 12.78 hoàn toàn được, vô tư. Và theo tôi viết lại, tôi kiểm tra là p x gì này sẽ là 10 này, p x gì nó sẽ bằng là p chấm y sẽ bằng p chấm y. Như vậy cách chúng ta mô tả thuộc tính, chúng ta viết là tên tên đối tượng, sau đó chấm, sau đó là thuộc tính. Cách chúng ta truy vấn và thiết lập với cái bộ dữ liệu là như sau, là cách chúng ta làm là như sau. Chúng ta cách thiết lập hay là chỉnh sửa, chúng ta dùng lệnh là đối tượng, đúng không? Là đối tượng tên biến ấy, và chấm và thuộc tính. Đây. Thuộc tính, đúng không nào? Đây là cách chúng ta làm. Như vậy là ở trong bài thiết quân trong cái bất cứ trong mối nào thôi, thì cách chúng ta truy cập hay chúng ta dùng hàm là chúng ta dùng cái này. Còn muốn dùng hàm, nếu có hàm thì chúng ta viết là đối tượng như này, đối tượng chấm và là các hàm thì có thể có thêm các tham số nữa, tham số như này. Đấy, như vậy cách chúng ta truy cập lấy ra một phần tử, truy cập phải thực hiện một cái hàm hay là một cái phương thức trên đối tượng, chúng ta cách là chúng ta truy cập vào gõ tên đối tượng sau chấm nhé, sau chấm gọi là thuộc tính hoặc là một cái hàm. Thì đây là cách đơn giản nhất nhé, đơn giản nhất. Bây giờ tôi sửa lại một chút. Với cái hàm này thì khi chúng ta gọi bất kỳ một cái z bằng td này thì luôn nó tạo ra cái hai tôi x y là x và y là gì, là bằng không. Vì tôi muốn nó khác đi thì làm thế nào, thì làm như sau. Đây tôi sửa lại như sau, bây giờ tôi sửa lại như sau nhé. Bây giờ tôi muốn như vậy thì tôi sẽ sửa lại cái hàm init. Đấy. Init là khi tôi gọi là td, khi tôi gọi cái hàm là td như này này, thì thật ra là máy gọi chính cái hàm init đấy. Khi mà tôi tạo ra kiểu một cái kiểu dữ liệu mới ấy, một cái đối tượng dữ liệu mới bằng cách là gõ tên cái last class và một đóng ngoặc, thì khi đó chúng ta đang gọi cái hàm này, đang gọi cái hàm này này, hàm init này. Đây nó không có gì cả, nó cứ cell, bản thân cell, cái cell đến có ý nghĩa gì? Có ý nghĩa là đây là cái hàm tác động lên đối tượng của dữ liệu đó. Luôn dùng từ cell nhé. Và cái hàm với cái hàm này không có tham số, nhắc lại là không tham số. Có cái từ cell này, cái từ cell này không phải tham số nhé. Cái từ cell này chỉ mô tả đây là cái hàm tác động lên đối tượng của lớp dữ liệu, của kiểu dữ liệu. Và vì như vậy là không tham số, cho nên chúng ta để như này được. Như tôi muốn là khai báo như này được không? Tôi muốn khai báo như này thì làm thế nào? Đây, bây giờ tôi muốn khai báo như thế này. Bây giờ tôi muốn là khai báo như này thì liệu có làm được hay không? Tôi muốn là khai báo là như sau. Tôi muốn khai báo là như sau. Là x gì bằng td xong mở hoặc ra. Tôi khai báo là tạo ra một cái đường tọa độ mới có tọa độ là 0 và 1 có được không? Thế này có được không? Hoàn toàn được. Tôi làm như sau nhé. Đây, tôi làm như sau. Tôi làm trên máy tính cho các bạn xem. Tôi chỉ có sửa cái hàm init thôi, không có sửa cái gì cả. Tôi làm như sau. Đây, tôi viết lại nhé. Viết lại là class td 2 chấm và def init mở ngoặc. Cái cell này chỉ có ý nghĩa cái từ cell đầu tiên
trong cái tham số đầu tiên init nó không có nghĩa tham số, mà có nghĩa là đây là cái hàm làm việc, là hàm của đối tượng, hàm của đối tượng nhé. Đấy rồi tôi biết là với hai biến đây, hai biến là hai cái tham số là x và y, x và y được chưa, và tôi hai chấm và tôi viết lên là cell chấm x bằng x, cell chấm y bằng y. Đấy, như vậy là init chúng ta cho phép là có hai cái biến, hai cái tham số bắt đầu vào là bất kỳ là x y vào đây, còn còn đây cái vào dòng dưới này là gì, là định nghĩa cái thuộc tính là x gì, tính tính là y nhé, y cái x này là khác x này nhá, viết ra thôi, nhưng mà thật là máy tính cũng hiểu cái x này là x này này, nó chính là cái này. Đó. Cái y này này nó chính là cái này, còn cái x này là khác, x này là cái tên của cái thuộc tính nhé, tên của thuộc tính là x và y đây. Đó. Được chưa, rồi enter này. Đấy. Thì bây giờ chúng ta làm như sau, tôi biết là p bằng, tôi biết là td mở ngoặc 2 3 vô tư. Như vậy máy hiểu à, tạo ra một cái biến, một cái tọa độ, một cái biến, một cái biến đối tượng mới là p thuộc cái lớp là td, và p thì nó có cái x của nó chính là 2 và có cái y là gì? Có cái y là 3. Được chưa? Nhưng bây giờ tôi biết là q bằng, thì tôi biết là td mà tôi biết tôi để là 3 này thì máy báo lỗi ngay. Báo lỗi ngay. Bởi vì là đầu vào chúng ta nó có hai tham số nhé, mà đây chúng ta có một tham số thôi, như vậy là lỗi. Mà biết là q bằng td như này nữa thì lại càng lỗi. Thì có cái nào để mà viết thế này cũng được hay là viết thế này cũng được, có được không? Đó, thì chúng ta về tôi viết lại nhé, viết lại cái này hay hơn, thật hay hơn thì viết như này. Đây tôi để như này được rồi, viết lại như sau nhé, để tôi viết lại như này, đi nghĩ lại. Đây bên sau tôi viết là x thì ở trong cái khái niệm hàm trong Python có khái niệm là cái hàm là biến, nên tôi viết x thì bằng 0, y bằng 0. Thì máy hiểu như sau, máy hiểu là gì, là nếu có x gì thì nó sẽ gắn là x gì, còn không x gì nó tự gắn là 0, vậy là mặc định không x gì thì nó gắn là 0. Đây viết như này. Đấy, được chưa, enter. Đấy. Được rồi, vì tôi biết là p này, p bằng td thế này, máy vẫn hiểu nhé, máy vẫn hiểu như thường nhé. Đấy, máy hiểu đây chính là p x gì bằng 0 nhé, p y bằng 0 được. Đấy. Được chưa, đó được rồi. Như vậy đây là cách chúng ta tạo ra các cái biến, các cái đối tượng được giải nhất là cái làm này. Như vậy cách là cái cách mà tạo ra cái đối tượng dữ liệu với các thuộc tính giống như là lệnh type hoặc là lệnh construct structure của C, là chúng ta cần đến những cái biến và sau đó chúng ta cần một cái hàm, nhất là cái hàm init. Hàm init là cái hàm bắt buộc phải có một cái thuộc tính là có một cái tham biến là cell. Cái cell này chỉ để xác định nó chính là cái đối tượng mà chúng ta muốn thiết lập để mô tả cái đối tượng tung chung, được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ làm tiếp tục, chúng ta sẽ mở rộng ra, chúng ta sẽ định nghĩa một cái tổng quát hơn, chúng ta sẽ định nghĩa tổng quát hơn nhé, chúng ta cho phép là định nghĩa lớp phức tạp hơn. Tức là chúng ta vừa trong mô tả của nó, chúng ta vừa định nghĩa thuộc tính thông qua cái hàm init nhé. Đấy. Và hai, chúng ta định nghĩa thêm cả các cái hàm, các cái phương thức, định nghĩa phương thức, phương thức thì ra làm cho chúng ta. Thì cái phương thức này được mô tả y hệt như là init, bắt buộc phải có cái tham số là cell để chúng ta mô tả. Tôi lấy ví dụ nhé, ví dụ đây thì cách này là cách chúng ta định nghĩa một hoàn chỉnh là một cái lớp dữ liệu cùng có bao gồm cả định cả thuộc tính và phương thức, là cái hàm để trực tiếp cái hàm này nó, cái phương thức này nó ở bên trong cái lớp đó, với cái ngoài nó ẩn đi, chúng ta không nhìn rõ. Bây giờ tôi viết lại nhé, tôi làm lại đây nhé.
Bây giờ tôi định nghĩa một cái lớp class. Tôi nghĩ lớp đó là tam giác đi. Tam giác đi nhé. Tam giác. Tam giác này có ba cặp số là ba số là ABC đi nhé. Tôi viết này nhé. Đây tôi viết. Và sau tôi muốn đây tôi viết trước là cái xác định được cái định nghĩa nhé. Định nghĩa này. Đâu tin là self nhé, phẩy là a này, phẩy b, phẩy c đi. Có ba cái tham số là ba cạnh của ba của tam giác nhé. Self chấm này a này bằng a này, self chấm này b này bằng b này, và self chấm này c này bằng c này nhé. Đây là xong, mô tả xong cái phần thuộc tính. Bây giờ tôi mô tả tiếp cái một cái hàm hàm tính chu vi đi nhé. Đây def chu vi, chu vi chu vi thì chu vi cũng tôi mô tả nhé. Bắt buộc phải có cái từ khóa cell này nhé, bắt buộc phải có là cái hàm cái phương thức chu vi này xác định lên trên một cái đối tượng, là hàm trên một đối tượng là phải có cái từ khóa cell. Init cũng phải có từ khóa cell và chu vi cũng phải có cái từ khóa cell. Thì cái hàm này là hàm nó trả về giá trị là gì, là cái chu vi của tam giác thì như sau. Enter tôi viết là return. Khi tôi viết khi mà tôi return như sau, return self đối tượng đó cộng với self b cộng với self c đó. Thì như vậy chúng ta trả về là cái hàm chu vi là trả về cái chu vi của tam giác chính là a cộng b cộng c. Enter nhé, enter và enter. Kết thúc mô tả cái lớp là tức tam giác. Và việc tôi có thể viết là đặt là t t là một cái tạo ra một cái tam giác như này. Tam giác còn có ba tham số là 10 3 4 5 ví dụ như vậy nhé. 5 enter. Thì bây giờ t thôi, bây giờ t a, t a là cái này, t chấm b là cái này, và tôi viết t chấm này, t này chấm này chu vi này, t chấm, gọi cái phương thức chu vi nhé, chu vi đây, enter, nó trả về là 12. Thì như vậy là chu vi chúng ta nó làm một cái, nó là cái phương thức đi kèm bên trong lòng cái lớp dữ liệu là tam giác. Thì đây là cách chúng ta xác định cái hàm chu vi nó thuộc tính ở bên trong tam giác. Bây giờ tôi có thể định nghĩa cái hàm mới có làm chu vi nhưng sẽ bên ngoài tam giác được không? Tôi làm xong df này chu vi bên trong đó là nó là kiểu dữ liệu của nó là đối tượng của nó là một cái đối tượng kiểu tam giác. Đây, tôi return t chấm a cộng với t chấm v cộng với t chấm c. Vậy tôi định nghĩa một cái hàm bên ngoài được chưa? Rồi tôi viết lại này, thì tôi viết t nhé, t này bằng này là tam giác này 3 này 4 này 3 này 5 thế như vậy nhé. Đấy, enter. Thì tôi viết tuyến sau viết là t chấm chu vi được không? Được thì ta sẽ xịn nó rồi, ta xịn ở trên này rồi nhé. Đó thì tao enter này vẫn ra là 12. Vì tôi viết là chu vi t được không? Được, hoàn toàn được, vẫn là 12 được chưa? Thì cách viết là gì? Cách viết là t chu vi đây tôi mô tả bây giờ tôi mô tả lại tôi hình dung nhé. Nhưng mà chúng ta vừa định xong một lớp tam giác như vậy nhé, thì cách viết là t chấm chu vi thì đây là cách viết là gì? Cách viết là mô tả cái phương thức đóng gói bên trong đối tượng t nhé. Đối tượng t thì cách viết như này người ta gọi là nó trong tiếng Anh gọi là polymorphism, tức là cái chúng ta đóng gói tất cả các hàm bên trong này. Còn chúng ta viết chu vi như này, tờ viết chu vi cái hàm t như này đó, thì chúng ta viết là còn hàm bên ngoài đấy, thì viết cái hàm bên ngoài thì đây cách viết chúng ta vẫn quen từ xưa này thôi. Thì cách viết như này này là cái lập trình như này thì nó gọi là lập trình hướng đối tượng nhé, lập trình
hướng đối tượng hoàn toàn. Còn cái này này là nó là lập trình, gọi là lập trình có cấu trúc. Và nhớ lại nhé. Đây thì trong trong toàn bộ chương trình lớp 12, chương trình toàn bộ trình cấp lớp 10, 12 chúng ta thì học sinh chúng tôi chỉ giới thiệu cái lập trình có cấu trúc thôi, chứ không nói về cái lập trình có hướng đối tượng này. Chứ ở trong toàn bộ cái chương trình lớp 12 của chúng ta, khi nói về lớp ấy, chỉ nói về lớp là chỉ mô tả thuộc tính thôi, chứ không mô tả cái hàm, các phương thức bên trong thuộc tính, bên trong các cái đối tượng đó. Một phần cho nó dễ dàng thôi, nhưng mà theo tôi thì đây là cái phần mà rất quan trọng mà giáo viên chúng ta là phải biết cả hai cách, cả lập trình hướng có cấu trúc lẫn lập trình hướng đối tượng thì phải biết hết nhé. Thế hai cái này là tương đương nhau, hai cách làm này là tương đương nhau. Cách viết là chu vi T này thì dễ hiểu hơn một chút, vì nó quen, ta có quen rồi. Còn cái viết là T chấm chu vi này thì hơi khó hiểu một chút. Nhưng mà cái hay của nó thì là chúng ta gói tất cả vào bên trong, bên ngoài thì chúng ta không nhìn thấy gì nữa. Nó gọi là thứ nhất tôi là đóng gói tất cả các thuộc tính, các cái hàm vào một cái T. Bên trong cái T của chúng ta nó là một cái hố đen. Bên ngoài nhìn vào nhé, bên ngoài nhìn vào thì cũng cái chữ T thôi. Đấy, nó bên trong lòng nó có rất nhiều thứ, cả thuộc tính, cả các cái hàm khác nhau đóng gói lại trong một cái biến T. Thì cái lập trình là không đối tượng, rất là mới. Còn cái mô hình cũ vẫn được, không sao cả. Cái chu vi này hoàn toàn không sao hết, chu vi T hoàn toàn không sao cả. Thì ở trong chương trình của chúng ta, trong chương trình 12 chúng ta là rất nhiều khái niệm này. Chúng ta sẽ học là cách chúng ta là thiết lập mà ta tới đấy, thiết lập bài sau là ăn xếp này, rồi hàng đợi này, sách liên kết này. Thì các bạn sẽ thấy rằng là dùng mảng bình thường ấy, thì thiết lập hàng đợi là không chuẩn. Dùng sách liên kết, dùng không thể dùng mảng được, cho nên bắt buộc phải dùng cái kiểu dữ liệu, cùng dùng dữ liệu là kiểu dữ liệu mới thì mới làm được. Còn sang cái phần là phần cấu trúc cây này, cấu trúc đồ thị này, càng như vậy nữa. Càng về sau thì cái dùng mảng không là không thể mô tả được. Cho nên cái bài hôm nay là cái bài đây là cái bài đầu tiên rất là quan trọng để chúng ta biết chúng ta có những cái nó có những cái đó nhé. Thì bây giờ trước khi mà đi vào chúng ta hết thời gian rồi, nhưng mà tôi muốn gợi ý để chúng ta có thêm một vài ý, và phần này tôi sẽ cho bài tập thêm và chúng ta đọc thêm. Các bạn về các bạn có thể đọc thêm cái cuốn Python nâng cao của tôi ấy, và để các bạn có thể làm thêm dụng tập trong phần này. Vì để tôi xin phép được nói một vài ý nhé. Đây, bây giờ chúng ta hình dung. Bây chúng ta quay lại cái cái tọa độ. Tôi viết lại tọa độ cho nó dễ nhé. Đây, tôi viết lại, tôi thúc lại, tôi viết lại cho nó dễ như này. Đây, gọi là như này. Đây, cái này là gãi nhất nhé. Đây. Tôi nghĩ lại đây cho nó dễ nhé. Tôi sẽ không dùng td, tôi dùng cái khái niệm là p oanh nhé. Oanh là các cái lớp các cái điểm ở trên các hệ thống. Tôi dùng cái từ vector cho thầy nữa nhé. Vector nhé, vector là nó có hai cái nhánh, là hai cái tọa độ là x và y đấy. Hai tọa độ là vector hết chứ. Rồi vì tôi biết trong cái vector như này nhé, vector có hai tọa độ là 2, 6 đúng không nào. Vì tôi biết là u nhé, một vector khác nhé là 10 nhé, 1 nhé, đó. Vì tôi biết là u, vì tôi biết là v là cái này. Vì làm có cách nào để mà tôi biết là v và nó hiện ra trên hình là nó là vector 26 rồi hay không nhé. Vì tôi biết là v cộng với u mang tính không được không, tổng hai vector có được không? Không được. Có cách nào không để chúng ta có thể là tạo ra các cái đối tượng mà có thể phép cộng được hay không? Thế còn nào có thể làm phép cộng, phép tạo ra các phép cộng, phép trừ, nhân, chia trong các đối tượng không? Đấy, thì đó là cách chúng ta phải biết, nên biết nhé. Đây là một vài cái hỏi gợi ý nữa. Bây giờ trước khi kết thúc, tôi xin phép được cũng có thêm vài ý để chúng ta hình dung nhé. Có thêm một thôi, chúng ta thêm một ý nữa cho nó hay hơn. Thực ra cái phần này cũng muốn nói, nhưng mà vì là chúng ta tôi thêm xin phép các thầy cô tôi thêm cho thầy cô thêm khoảng 5 phút nữa nhé, để chúng ta có cái hình dung. Đây, thì việc như thế này, bây giờ là
liệu chúng ta có thể tạo ra được một cái đối tượng dữ liệu như là thùng không? Từ nãy chúng ta tạo các đối tượng chúng ta đều là dữ liệu đơn hết nhé. Bây giờ tôi xin phép được mô tả đơn giản thôi. Bây giờ có thể tạo hay không? Có thể tạo được kiểu dữ liệu thùng không? Câu hỏi là được nhé. Bây giờ tôi cho đề kê luôn để cho chúng ta làm thế nào chúng ta có thể có được cái thùng như sau này. Đầu tiên nhé, ý thứ nhất này, để tôi xin đề kê ra này. Kiểu dữ liệu thùng nhé, tức là kiểu dữ liệu nó phải hỗ trợ cái toán tự in. Tự in thôi, đây là cái toán tiền cần hỗ trợ. Thì là như thế nào? Thì là như sau, chúng ta sẽ phải thì tương đương với in là chúng ta phải tạo ra được một cái phương thức như này, hệ thống đấy nhé. Contain s hệ thống đấy, và đây là self x đấy. Cái hàm này là hàm nó sẽ trả về đúng nếu mà x thì thuộc cái cell này, mà trả lời false x thì không thuộc cell, thì cái hàm hệ thống contain này nó là tương với toán tự in. Đấy, rất là hay luôn, cái là cực kỳ hay nhé. Tiếp theo là tuần tự thì sao, thì chúng ta phải có cái hàm lệnh for, chúng ta phải có một cái hàm là hàm iter như này. Đấy, iter như này, và đây là cell. Cái hàm này nó sẽ trả về, hàm này nó phải trả về các giá trị, của cái chỗ tuần tự đó bằng cái từ khóa IELD. Đấy, sau nhé. Đấy, tôi xin phép nó thêm một ít nữa cho chúng ta sẽ về nhà, các bạn sẽ làm bài tập thôi, và tôi sẽ cho thêm ba cái thôi mà. Tiếp theo là kiểu dãy tuần tự, đây là dãy. Chúng ta có hai cái lệnh, một cái lệnh là gì, cái lệnh này là đó là for, có cái lệnh dãy cho hai lệnh, một lệnh là lấy dữ liệu ra từ một chỉ số, hai lệnh là gán chỉ số. Lấy ra lệnh sau đây, lấy ra là lệnh là gì, là get item đấy. Get item hệ thống hết nhé. Có hai cái hàm dưới này là cái self k, đây là lệnh là lấy hiệu ra, là ak lấy hiệu ra nhé. Lệnh thứ hai là lệnh là đặt nó vào set item k x, đây là lệnh là đặt là ak bằng x đó. Như vậy là với cái này chúng ta chỉ cần dùng các cái hàm là hàm contain là một này, hàm iter là hai này, là hàm là get item và set item, chúng ta có thể tạo ra các cái đối tượng dữ liệu mà nó là thùng. Phần này đây nó rất là hay luôn. Tôi sẽ phép được phần này tôi sẽ tập ở nhà sau, tôi cho các bạn một ví dụ nhé. Đây là phần, thật ra phần này là phần mở rộng, phần này nó không có ở trong phần sau đâu, nhưng mà tôi đã thêm thì tôi thấy nó rất là hay, vì tôi sẽ phép được ví dụ nhé. Bây giờ tôi sẽ rất hay, tôi sẽ tạo ra là một cái đối tượng dữ liệu mà nó chứa, đợi thêm một chút tôi làm ví dụ này, thùng nhé. Đây, vì tôi tạo ra một lớp dữ liệu thùng mới nhé, là thùng mới này, tôi đặt tên nó là gì, nó là sc đi nhé, số chẵn này. Đây là kiểu dữ liệu mà nó là một cái thùng, nó chứa tất cả các cái số tự nhiên chẵn, các số nguyên chẵn. Nhưng mà đây là một thùng nó chứa vô hạn các số, nhưng mà chúng ta không cần bất cứ một cái dãy nào hay một cái gì để lưu các số chẵn cả. Đây, để mình xem def. Thậm chí chúng ta là không cần cái def này nữa đâu.
bỏ qua đi. Đợi đợi một chút nhé, tôi làm không cái này, ta làm luôn cái này, ta làm luôn cái contains. N. Được chưa? Để từ một chút nhé. Để từ một chút. Quên là nó vẫn cần kia, nó vẫn cần kia. Tôi tìm ví dụ bình thường chút nhé, tôi lại ví dụ tôi đã chuẩn bị từ nhà nó là cái gì. Không phải đâu, tôi bị nhầm lẫn, tôi bị lại nhé. Nó thiếu cái def thôi, không có gì cả. Để một chút, tôi bị lại. Bị lại cái này nhé. Nó ra tôi chỉ thiếu cái def thôi. Thế là không còn. Đây nhé. Ở đây tôi phải thêm vào đây cái đấy, bị nhầm thế. Thêm nhé. Đấy. Và đây như sau này. Nếu chẵn thì nó trả về là true, còn nó không thì trả về là false. Thì làm như sau. Return game. N nhé, 2 N chia cho 2 nhé, bằng 0. Nếu mà nó chẵn ấy, nên là chẵn ấy thì nó là thì nó là true, còn không thì nó là false. Đấy. Được chưa? Đấy, thì về tôi viết nhé, tôi viết là C bằng S, C như thế này. Như vậy đây nó là một đối tượng đúng không? Nó là một kiểu dữ liệu mới này, C lớn này đúng không? Bây giờ tôi phải làm, tôi kiểm tra này, một có in C không, có nằm trong C hay không thì nó là false, hai có in C không, hai là true, và bất kỳ 1 2 3 4 5 6 đây in C không có nằm trong. Như vậy là C là một cái đối tượng dữ liệu mà nó chứa tất cả các số chẵn, tất cả các số nguyên chẵn. Đúng là một cái hàm này tôi chỉ cái hàm này, cái lệnh hàm này tôi không thiết phải mô tả init vì nó không cần cái đối tượng dữ liệu này, chúng ta không cần gì, không cần thuộc tính. Nó là một kiểu dữ liệu nó chứa tất cả mọi số chẵn. Rất là hay. Nhưng mà tôi thấy ví dụ như vậy. Như vậy chúng ta chỉ cần gì? Chúng ta chỉ cần sử dụng một số các cái hàm mô tả ở đây thôi, và chúng ta có thể mô tả những cái dữ liệu kiểu thùng hay là tương tự bằng kiểu dễ, nó rất 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 dễ dàng. Đây là một trong chỗ rất là mạnh của Python. Thì phần này tôi sẽ cho thêm các bài tập thêm và các bạn sẽ cùng làm thử nhé. Và tôi sẽ có một buổi nào đó tôi sẽ kiểm tra, tôi sẽ phụ đạo để chữa các bài tập này. Thì các bạn đọc thêm cái phần mà năm ngoái tôi từng có cái buổi phụ đạo về cái này rồi đấy, và tôi cũng đã từng có cái các bạn có thể xem thêm cái cuốn Python nâng cao của tôi. Đấy, nhưng hôm nay buổi chúng ta dừng ở đây nhé. Buổi nay chúng ta tôi chỉ nói sơ qua về cái mô hình class dữ liệu, mô hình kiểu dữ liệu trong Python. Trong Python thì kiểu dữ liệu chính là lớp dữ liệu, chính là lập trình hướng đối tượng. Và trong cái trình của chúng ta đây thì tất cả từ sau cho đến tất cả các phần đều phải dùng cái này hết, cho nên rất quan trọng. Cho nên tôi có một buổi đầu tiên như vậy. Hôm nay chúng ta nghỉ ở đây nhé. Tạm thời nghỉ ở đây. Tôi sẽ cho một tập sau nhé. Vâng ạ, em chào thầy ạ. Chào các bạn nhé. Em chào thầy.